Trưa ngày 15 tháng 10, thông tin từ một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe bồn chở xăng bị cháy khi tiếp nhiên liệu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe bồn chở xăng đang bơm nhiên liệu cho cây xăng TB. Ở thị trấn thì phần ống bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội tạo nên cột khói cao hàng chục mét. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tham gia công tác chữa cháy. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy trên đã làm cho chủ cây xăng bị bỏng ở vùng mặt đang được cấp cứu, tài xế điều khiển phương tiện cũng phải nhập viện điều trị do hoảng sợ. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra.